Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có ý kiến đối với thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức là một trong các dự án giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Giúp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, từng bước hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông khu vực Thủ Đức nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư 3.926 tỷ đồng với nguồn vốn từ ngân sách trung ương 1.800 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Nút giao An Phú có 3 tầng, gồm hầm chui hai chiều nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ phía hầm Thủ Thiêm và hầm chui kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống. Dự án cũng có hai cầu vượt kết nối với đường cao tốc.